Rồi, trong video này chúng ta sẽ đi vào các loại hồ sơ pháp lý, tức là đây gọi là thông tin đầu ra. Nghĩa là khi biết được cái yêu cầu kiểm soát cần có gì thì chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt công tác chuẩn bị, và từ đó chúng ta không bị động về các cái hồ sơ khi mà chúng ta trình lên, mà tránh cái trường hợp là gì ạ? Thời gian xử lý hồ sơ nó mất nhiều. Thì ở đây tôi sẽ đưa ra hai loại. Loại thứ nhất là gì? Là loại là có trong hợp đồng, và thứ hai là không đề cập tới trong hợp đồng, tuy nhiên là một số nơi người ta vẫn yêu cầu. Thì nói về hồ sơ pháp lý thì cái điều kiện tiên quyết đầu tiên vẫn là hợp đồng. Thì ở đây là chỉ vậy, chứ như vậy chúng ta sẽ đi vào hai phần đó. Thứ nhất là đây là cái cột hồ sơ, các loại hồ sơ. Thứ hai là cái yêu cầu thực tế là có hay không. Thứ ba là các loại hồ sơ yêu cầu. Thứ nhất là về bảo lãnh và bảo đảm thì thường thì yêu cầu là nó sẽ nằm trong hợp đồng và tạm ứng thường là sẽ có, và trong công tác quý toán cũng như bảo lưu thường là có, còn thanh toán thường là không. Thứ hai đó là cái checklist hồ sơ thanh toán thì theo yêu cầu thực tế là có một số đơn vị người ta cần một số không, nhưng mà theo quan điểm của tôi là nên cần hết, chúng ta làm hết thì thường là sẽ cần hết trong tất cả 4 giai đoạn. Thứ ba đó là thư đề nghị thanh toán, thì đây là một trong những cái điều mà gần như là nó giống như là cái thông tin tổng quát của cái hồ sơ, cho nên là nó nên có bản tổng hợp giá trị thanh toán, một cái bản tổng hợp để thể hiện là tốt số tiền cần thanh toán là bao nhiêu, tình trạng đang như thế nào, thì đây là cái điều cần, cho nên là tất cả các hồ sơ đều phải có. Rồi cái tổng hợp khối lượng giá trị hoàn thành, tổng hợp khối lượng giá trị hoàn thành thường tạm ứng có thể có hoặc không, còn lại là đều phải có. Bản chi tiết khối lượng hoàn thành và vật tư hoàn thành thì thường nha là tạm ứng và bảo lưu có thể có hoặc không, tuy nhiên là trong thân quý toán là luôn luôn có. Bản vẽ chi tiết để giải trình thì thường là tạm ứng là sẽ không có, bảo lưu sẽ không có, tuy nhiên quý toán và thanh toán là thường là sẽ có thể quý toán cũng không có. Biên bản nghiệm thu, chứng chỉ thí nghiệm hình ảnh thi công nghiệm thu thì tạm ứng có thể có hoặc không, còn lại là hầu hết là đều có. Được chưa? Rồi các khoản khấu trừ về vật tư, khoản khấu trừ vật tư mua hồ phạt thì tạm ứng thường là không có, còn đa phần là thanh toán quý toán và bảo lưu là đều sẽ có. Hóa đơn giá trị gia tăng thì cái này là nó tùy thuộc vào loại nhà thầu, chúng ta cũng đã phân biệt ở trong cái phần trước rồi. Được chưa? Thì có thể là gì ạ? Cái hóa đơn thì có thể có hay không trong bất kỳ. Được chưa? Thường thì thanh toán là sẽ có, quý toán là sẽ có, thường nha. Dạ, còn ở đây là có thể có hay không, tất cả đều phụ thuộc vào điều kiện hợp đồng. Các bạn so sánh đối chiếu về các cái với ngân sách với hợp đồng AB thì thường là khi tạm ứng là sẽ không có, bởi vì nó không có cái khối lượng và cái điều kiện hợp đồng nó là như vậy rồi, cho nên chắc chắn là phải có, không cần phải có cái bản này. Còn đối với công tác thanh toán có thể có hay không, còn khi quý toán và giải tỏa của bảo lưu là để kiểm soát, cho nên thường là chúng ta sẽ có cái bản này để đính kèm. Rồi các cái bản báo cáo khác được chưa, chất lượng tiến độ các kiểu thì tạm ứng là thường là sẽ không, còn lại sao là thường là sẽ có. Rồi cái bản lương, ở đây các anh chị em lưu ý là đối với các cái hợp đồng và nhân công là thường là thường thì sao ạ, thường thì là đối với công tác tạm ứng thường là sẽ không có, còn thanh toán quý toán thường là có, còn bảo lưu là giải quyết số tiền còn lại anh có thể không cần. Rồi về các hồ sơ nhân công, ví dụ như là những hồ sơ pháp lý của các bộ phận nhân lực tham gia dự án thì ở đây thì các chị để ý thấy là gì ạ, tạm ứng và bảo lưu sẽ không có, còn thanh toán và quý toán thường là sẽ có. Thì đây là toàn bộ các loại hồ sơ pháp lý mà chúng ta thường gặp, và ở đây là chúng ta còn có một cái bản hồ sơ checklist ở đây, thì chúng ta sẽ đi rõ hơn, tức là chúng ta đưa toàn bộ tất cả các hồ sơ pháp lý đó nó vào, nó trở thành cái checklist của dự án đó. Rồi còn cái nào cần, cái nào không cần, tùy thuộc vào là hồ sơ mà chúng ta quyết là có hay không, thì cái này là cái sự thỏa thuận giữa các bên. Hồ sơ pháp lý của dự án suy cho cùng đó là sự thỏa thuận của hai bên, để cho đó là sự thỏa thuận của hai bên. Ngoài những điều kiện trong hợp đồng thì mình phải thỏa mãn được cái đối tác của mình để họ có đủ cơ sở để họ kiểm tra, để họ phê duyệt thì hồ sơ nó đi mới nhanh được. Thì đó là toàn bộ các loại hồ sơ pháp lý, thông tin đầu ra của dự án. Nếu như chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng để phê duyệt hồ sơ, để quản lý hồ sơ. Rồi chúng ta sẽ đi vào phần video tiếp theo.